ơi đà. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang thăm kênh của Ngọc Ánh. Kênh Your Real Estate USA chia sẻ cuộc sống trong bất động sản và những kinh nghiệm làm môi giới. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những bất động sản tại Hoa Kỳ, nhiều tiểu bang và cập nhật những tin tức về bất động sản tại Việt Nam. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một kiến thức về buôn bán bất động sản mà trao tay rất là nhanh. Buôn bán này ở Mỹ kêu là flipping contract. Flipping contract có nghĩa là trao tay, flip trao tay cái hợp đồng. Muốn làm cái này á thì là phải là người có kinh nghiệm trong bất động sản, phải là người biết giá bất động sản tại cái vùng của cái nhà mà mình muốn mua để flip. Mình phải có khách hàng của mình, hoặc là mình biết là chỗ khu đó người ta mua bán nhanh tay. Mà quan trọng nhất là phải biết giá của cái căn nhà đó. Thì theo cái luật của Mỹ, mình mua bất động sản hoặc là mình mua hàng hóa, mình có thể bán lại hợp đồng bất động sản, cái nhà nó cũng như là cái hàng hóa. Bây giờ nếu bạn thấy một căn nhà, ví dụ giá 100.000, giá thị trường 100.000, và bạn mới nắm chắc được cái giá thị trường 100.000. Bây giờ bạn vô bằng điều đình với chủ nhà. Nếu chủ nhà mà họ cần bán hay là họ đồng ý cái giá là 70.000 thì bạn ký hợp đồng, bạn mua cái nhà đó 70.000, bạn nói trong vòng 45 ngày bạn sẽ trồng tiền, đặt cọc 5.000. Bây giờ bạn đi ra bạn kiếm được một người khác bằng lòng mua cái nhà đó với giá 90.000, thì người đó đó là phải là họ có tiền mặt như bạn, hoặc là họ đã được nhà băng, được ngân hàng hứa cho họ mượn giá số tiền đó. Nên nếu mà bạn đi mua nhà mà không có tiền mặt thì là bạn nên tới gặp nhà băng, cho nhà băng xem xét hết cái tình trạng tài chính của mình, rồi hỏi nhà băng giờ tôi muốn mượn 70.000, 80.000, 90.000 được không, thì là cái là tiếng Mỹ kêu là pre qualification. Nhà băng sẽ dòm tài chính của bạn, họ dòm tất cả, họ đã được rồi tôi sẽ cho mượn tới 100.000, tới mức đó thì mình mới đi ra mình kiếm cái người muốn mua đó. Nếu mà họ chịu mua thì bạn phải đem trước khi mà bạn chuyển hợp đồng qua cho họ đó, là bạn phải dắt họ tới ngân hàng để ngân hàng điều tra coi họ thu nhập bao nhiêu, để ngân hàng mới nói là bây giờ cho mượn 90.000, thì bạn mới chuyển hợp đồng của bạn qua hợp đồng của anh đó. Nhưng mà bạn có trách nhiệm trong hợp đồng của bạn cho tới ngày closing. Thì nó có nhiều cái khúc mắc trong cái đó. Người làm kinh nghiệm nhiều thì người ta biết. Ví dụ như là trong công tra mình để là trong 45 ngày mình không mượn được mortgage thì là hợp đồng bị hủy. Mình làm như vậy thì nếu mà mình không kiếm được người khác để mà mình chuyển hợp đồng thì là mình bước ra được, tại mình nói là mình không có kiếm được mortgage. Rồi có cách thứ hai nữa là mình làm inspection. Mình vô mình xem xét nhà, rồi mình trong công tra nó có để mình xem xét nhà, rồi mình nói là bây giờ cái nhà này đó là phải tốn 20.000 sửa chữa. Giờ ông chịu sửa chữa thì tôi mua, ông chịu sửa chữa tôi không mua, thì là mình có quyền mình rút ra nếu mà người ta không chịu sửa chữa.
đó là những cách mà để mà bán lại hợp đồng. Thường thường là người trong nghề đó, người trong môi giới là người ta có khách đứng sẵn rồi, người ta mới chơi cái flip contract đó. Người ta biết là có người muốn mua rồi, người ta biết giá của cái vùng đó rồi, người ta biết là người ta mua nhà trị giá 100 đồng mà tôi mua 70 thế là bạn là người ta cũng bán được 80, 90 hay là 85, người ta lấy ra lời được 10.000, 15.000 mà khỏi phải làm gì hết, phải sửa chữa gì hết. Cái đó nó kêu là flipping contract. Ở Mỹ người ta làm nhiều lắm, người ta làm flip contract đi kiếm nhiều lắm. Bạn thấy là tại sao người ta nhà người ta bán rẻ? Thì người ta bán rẻ ta có lý do của họ, vì họ muốn cần bán gấp, hay là có những lý do khác mà trong cuộc đời nó có nhiều lý do. Thì mình không phải là dễ đi kiếm những cái nhà mà người ta bán rẻ lắm nha bạn. Nhiều khi kiếm 100 cái nhà thì kiếm được một cái nhà thôi, chứ nếu mà kiếm được vàng vàng vậy thì ai cũng làm giàu, mà người nào cũng đi kiếm, những người môi giới cũng đi kiếm cho họ, còn họ cũng cúng, họ cũng đi kiếm cho khách của họ. Thành ra ngày nào cũng có người đi, cũng như là mình đi biển thì tìm châu, tìm hoài thì có, nhưng mà phải kiên nhẫn trì, kiên trì lắm mới kiếm được vậy bạn. Đó là tiếng Mỹ nó kêu là flipping contract. Thường thường á là flipping vậy đó, là những cái nhà nhỏ nhỏ, những cái nhà mà dưới 200-300 ngàn. Tại vì càng nhà càng lớn á thì là càng khó bán. Nhà càng nhỏ hay là những chung cư nhỏ thì lúc nào cũng khách nhiều lắm. Lúc mà nhất là những chung cư dưới 100 ngàn mà gần biển hay là gần chợ hay gần trường học á, thì lúc nào khách cũng nhiều. Như mình làm, người ta làm nghề môi giới thì ta biết. Bây giờ mình nhắc lại với bạn á, là không nên đầu tư bất động sản lập tức. Mình phải thảo cái thị trường, cái chỗ mình muốn mua, để mình tránh không có bị làm giá. Ở Mỹ thì nó hơi dễ hơn, tại Mỹ nó có cái mạng là kêu là multiple listing, là chỉ có người môi giới có bằng mới được xem mạng đó. Trong mạng đó nó cho mình biết là cái những nhà nào dùng đó trong một năm bán bao nhiêu, những cái nhà nào đương kêu bán bao nhiêu. Vậy đó thì mình có một cái kiến thức về đầu tư bất động sản. Nhưng mà hiện nay đó là thị trường nó cao lắm, giờ mua nhà là coi chừng. Tại vì nếu mà bạn mua theo giá, bạn coi giá trung bình 100 ngàn, thì bạn mua 70 ngàn là bạn hí hửng, là bạn nói bây giờ là mình có lời đó. Nhưng mà nếu mà thị trường chứng khoán mà nó gãy đổ một cái á, qua ngày qua đêm là nó sụt xuống cái á, là cái nhà không ai mua thì cái nhà đó nó sẽ còn trị giá 70, hay là có khi còn có khi là bán không được rồi mình phải ôm luôn. Thì là cái người mà đầu tư bất động sản quanh năm á, có kinh nghiệm thì họ thường thường là như vậy nè. Họ chuẩn bị sẵn, họ mượn tiền, họ có làm giấy mượn tiền nhà băng sẵn, hay là họ để tiền mặt sẵn. Nếu mà thị trường thay đổi mà tự nhiên mình mua rồi thị trường thay đổi mình không bán được á, thì mình cho mướn rồi tiếp tục bán, thâu nhập income cho đến khi mà mình kiếm được thị trường trở lại. Thì thị trường thì nói chừng 2-3 năm, 3-4 năm nữa nó trở lại, từ từ nó trở lại. Có khi là phải ôm đến 2208 đó, là nhiều người đầu tư bất động sản á mà để buôn bán á, là bị ôm nhiều lắm. Mà đỡ một cái á, là nếu mình bị ôm thì mình cho mướn ra, mình mua những cái nhà đừng có đắt tiền lắm, những chung cư mà cho phép cho mướn, để mà bị ôm á, sụt giá, bị ôm không được giá thì mình cho mướn, thì từ từ nó cũng lên lại. Thì năm 2018 nó xuống 40%, rồi nó giờ nó lên lại, bây giờ nó tăng lên 200%, tức là bây giờ nó cao lắm rồi bạn. Mình phải cẩn thận nếu mà bạn muốn làm ăn buôn bán bất động sản, làm flipping hay là mua nhà để sửa rồi bán lại. Mình nên nghĩ là bạn phải đi học cái lớp mà làm môi giới bất động sản, họ sẽ dạy mình nhiều cái mà giúp cho mình tìm hiểu được thị trường, tìm hiểu được cách tìm hiểu được cái giá của miếng đất, cách viết hợp đồng, cách chuyển hợp đồng, cái luật chuyển hợp đồng của từng tiểu bang, tại mỗi tiểu bang họ nó mỗi khác. Là ngón ở Florida thì anh biết là Florida, còn chỗ khác thì mình không biết. Đó, để các bạn nhớ là nếu hồi nào giờ chưa đầu tư bất động sản thì giờ bạn cứ coi hết những cái sách nói gì đầu tư bất động sản trước. Hồi đó bọn anh coi là anh vô trong thư viện anh lùi hết những sách lên ngồi coi, coi ngày coi đêm. Và thư viện khi nó không có sách mới á, thì anh còn đi tới nhà sách á, cái lùi ra để ngồi ra coi.
thường nhà sách ở Mỹ thì nó có ghế bạc cho mình ngồi luôn, rồi nó bán cà phê, bán bánh cho mình luôn để mình ngồi mình coi, rồi nó biết là người ta ưa tới coi, rồi người ta mới mua. Phải nghiên cứu thị trường, phải đi xem xét, có khi mà phải kiên trì, phải kiên nhẫn, có khi mình cả tháng không kiếm được cái nào bạn, rồi tự nhiên cái tháng kiếm được 2-3 cái, rồi mình nghĩ là cái đó cũng hên xui may rủi với bạn. Rồi cảm ơn các bạn, mình xin tạm ngưng ở đây, chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, sức khỏe, dồi dào và thịnh vượng. Goodbye.